Xin chào quý vị khán giả của miền Tây. Hôm nay, dự báo thành phố Cần Thơ thì đang trong những ngày trời nắng ráo cả ngày. Khoảng 2 đến 3 tiếng nữa nắng lên nhiều hơn và nhiệt độ tăng cao nhất ngày là khoảng 33 độ C. Quý vị sẽ cảm giác hơi nóng. Còn về buổi chiều thì khả năng có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua, nhưng rồi thì cũng sẽ dứt nhanh thôi. Cần Thơ thì cũng như nhiều nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ, vào ngày cuối tuần trời cũng nắng ráo cả ngày. Như là tại Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng hay là ở Vĩnh Long, phổ biến ngưỡng nhiệt là 32-33 độ C. Chỉ riêng có Trà Vinh là 34 độ C, nóng hơn cả. Một số nơi thuộc khu vực ven biển vào buổi chiều thì có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua. Nếu mà cuối tuần này quý vị có dịp đến với thành phố Vĩnh Long thì du khách có thể dành thời gian để ghé thăm công viên nghệ thuật gốm đỏ tại phường chính. Nơi đây có sự hòa quyện vào các tiểu cảnh như là xây dựng ba lò gạch dùng để nung gạch gốm hay là khu trưng bày các sản phẩm gốm từ cỡ lớn cho tới cỡ nhỏ cùng với rất là nhiều những mẫu mã và kiểu dáng khác nhau. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ ngày hôm nay thì trời cũng sẽ có nắng mạnh và sau một buổi sáng xe lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng nữa, trời nắng mạnh hơn, nhiệt độ tăng nhanh. Dự báo là tại Đồng Phú, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay là thành phố Hồ Chí Minh mức nhiệt là 33, 34 độ C. Riêng có Biên Hòa nắng nóng cục bộ 35 độ C và tại Vũng Tàu vẫn là nơi mát mẻ hơn cả, mức nhiệt 31 độ C. Thành phố đảo Phú Quốc dự báo là trưa chiều ngày hôm nay trời nắng, mức nhiệt cao nhất khoảng 32 độ C, chiều tối thì có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua. Và ở đây còn có gió thổi đều đặn cấp 2, cấp 3, giúp cho bầu không khí mát dịu hơn so với ở trên đất liền. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc hay cũng như là ở Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo thì dự báo là thời tiết ít mưa, trời có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau gió mạnh hơn, khoảng cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.